Chào mừng các bạn đến với loạt video về thống kê căn bản của kênh Biomedera Education. Trong bài này, chúng tôi muốn đề cập đến Empirical Rule. Empirical Rule được giải thích là nếu một phân phối của một biến quan sát là unimodal và là phân phối chuẩn, thì trung bình cộng trừ một SD sẽ bao phủ xấp xỉ khoảng 67% các quan sát. Trung bình cộng trừ 2 SD sẽ bao phủ xấp xỉ khoảng 95% các quan sát. Và trung bình cộng trừ 3 SD sẽ bao phủ xấp xỉ tất cả các quan sát. Trước hết, unimodal là gì? Ta biết rằng, mode là giá trị phổ biến nhất trong các giá trị của biến quan sát. Ví dụ, ta có bộ số liệu gồm 9 quan sát 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7 thì giá trị mode là 4 vì là giá trị phổ biến nhất trong bộ số liệu. Nếu một phân phối của một biến quan sát chỉ có một mode duy nhất thì sẽ được gọi là unimodal. Unimodal khác với bimodal. Để cho dễ hiểu, bimodal giống như cái lưng của con lạc đà. Bạn có một giá trị rất phổ biến ở khu vực này nhưng lại có một giá trị rất phổ biến khác ở khu vực kia. Đó gọi là bimodal. Ví dụ khác, nếu bạn có một phân phối có hai quần thể nghiên cứu được trộn lẫn vào nhau, mỗi quần thể đều có mode riêng của quần thể đó, thì phân phối này sẽ có tính chất của bimodal. Quay trở lại với empirical rule, nếu trung bình cộng trừ với một SD thì ta sẽ được một khoảng giá trị kéo dài từ min trừ một SD đến min cộng một SD và có khoảng 2/3 giá trị các quan sát rơi vào khoảng giá trị này. Tương tự, nếu trung bình cộng trừ với 2 SD và 3 SD thì sẽ có khoảng 95% và 100% giá trị các quan sát theo thứ tự rơi vào khoảng giá trị tương ứng. Ví dụ, giả sử phân phối của biến huyết áp tâm trương là unimodal và là phân phối chuẩn. Khoảng giá trị của min cộng trừ 1 SD là từ 71.119 đến 97.067. Khoảng giá trị của min cộng trừ 2 SD sẽ là từ 58.146 đến 110.041. Và khoảng giá trị của min cộng trừ 3 SD sẽ là từ 45.172 đến 123.014. Chúng ta mong đợi tương ứng là có khoảng 67%, 95% và 100% giá trị các quan sát rơi vào khoảng tương ứng. Và thực tế là có đến 71%, hơn 95% và gần 100% giá trị các quan sát nằm trong khoảng min cộng trừ 1 SD, 2 SD và 3 SD. Ta chú ý giá trị nhỏ nhất của biến huyết áp tâm trương là thuộc khoảng min cộng trừ 3 SD, trong khi đó giá trị lớn nhất lại không thuộc khoảng này, do đó kết quả thực của chúng ta không đạt đến con số 100% được. Có một cách tính khác trong Empirical Rule là người ta tính giá trị T bằng giá trị của mỗi quan sát trừ trung bình và chia cho độ lệch chuẩn. Từ đó, min cộng trừ 1 SD sẽ viết lại thành trị tuyệt đối của T nhỏ hơn hoặc bằng 1. Hay tức là T sẽ chạy từ trừ 1 đến 1, bao phủ khoảng 2/3 số quan sát. Min cộng trừ 2 SD sẽ viết lại thành trị tuyệt đối của T nhỏ hơn hoặc bằng 2, tức là T sẽ chạy từ trừ 2 đến 2, bao phủ khoảng 95% các quan sát. Tương tự, min cộng trừ 3 SD sẽ trở thành trị tuyệt đối của T nhỏ hơn hoặc bằng 3. T sẽ nằm trong khoảng từ trừ 3 đến 3, bao phủ gần như tất cả các quan sát. Trên đây là một số vấn đề liên quan đến Empirical Rule. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.